chịu hơn. Thì em nói biết quen biết nhau mấy năm thì cũng phải biết là cái tính là biết được thì mới buông bỏ. Thì bạn đó mới nói là tại vì hai đứa là họ hàng với nhau. Mẹ của bạn biết thì cái hôm đó là tin nhắn của bạn, thì mẹ của bạn cầm điện thoại vô tình thấy và hỏi bạn, rồi nói với bạn, thì bạn có định sẽ nói với em, nhưng mà bạn thấy cái điều đó nó tàn nhẫn với em quá, nhưng mà bây giờ không nói thì em vẫn không chấp nhận. Bất ngờ nước mắt của em tự động khóc. Nhưng vì sao mẹ bạn ấy biết mà mẹ em không biết? Thật ra là mẹ em là một người gọi là thương con mình quá, và người phụ nữ rất là cần sự cảm thông. Thật ra là mẹ em chưa bao giờ cởi mở em trong vấn đề tình yêu cả. Tức là mẹ không ngồi nói chuyện với em về những vấn đề riêng tư, về những mối quan hệ yêu đương của em? Dạ không, mẹ em đưa ra hẳn quan điểm luôn là mẹ em muốn là em sau này trở thành một người chỉ cần độc lập về tài chính, có nghề nghiệp ổn định và không mà không cần kết hôn. Đúng, không cần kết hôn. Bởi vì mẹ em sợ sự ngoại tình trong hôn nhân, sợ em phải khóc vì mẹ chồng và vì chồng. Mẹ em tố xuýt đến độ là khi mà em tiếp cận một người em chơi thân với một người con trai nào đó là mẹ em luôn dè chừng. Em nói là mày chơi với gái không được thì mày phải chơi với con trai, thấy thằng đó không có được đó. Điều này có nghĩa là ngay từ khi mấy đứa học phổ thông, mấy đứa quen nhau thì vốn dĩ mẹ em cũng đã không cảm thấy dễ chịu với mối quan hệ này. Mẹ em dễ chịu là bởi vì hai đứa bà con với nhau. Thì mẹ nhưng mà em... mẹ em lại không nghĩ là hai đứa đang quen nhau. Đúng rồi. Nhưng đến khi mẹ em biết hai đứa quen nhau rồi, mẹ em vẫn im lặng. Thật sự em chưa bao giờ nói được câu chuyện này với mẹ em. Mẹ em thương em nhưng mà đôi khi cái thương của mẹ em nó làm cho em bị mệt. Mẹ em lúc nào cũng có một cái chuyện hết suy nghĩ là suy nghĩ của em chưa đủ lớn. Với gần như mọi bà mẹ thì con mình không bao giờ lớn. Em có nghĩ rằng là việc mình bật đèn lúc này nó sẽ là một cái cách để mình cởi giúp mẹ mình không? Nếu ở một góc độ nào đó, khi mà chị nghe em kể về câu chuyện của em, nhưng mà xuất hiện trong câu chuyện của em là một người mẹ đầy tổn thương và nhiều dính mắc, mà chính mẹ em có thể vẫn đang lúng túng với điều đó, vậy em có muốn bật đèn không? Em xin phép không bật đèn, bởi vì em hiểu vốn dĩ mẹ của em. Em đã nói chuyện với mẹ em rất là nhiều lần, không phải về tình cảm, về công việc, về cái món đồ em thích mua thôi. Mẹ em sẽ có một cái chuyện ai là giận em, không chịu ăn, cũng không nói chuyện với ai, cứ vào phòng đóng cửa lại như vậy. Em rất là sợ cái khoảnh khắc đó, thật sự đến bây giờ em rất là sợ cái khoảnh khắc đó. Vậy thì điều đó có nghĩa là bạn trai em nói đúng về lý do chia tay. Đúng. Vậy thì về bản chất, mối tình đầu của em không phải là yêu nhầm bản thân mà là yêu nhầm anh em họ. Cái mối quan hệ họ hàng đó nó gần đến mức độ nào? Dạ là đời thứ ba. Mẹ em có hay cũng hay nói với em là hồi đó hai đứa sinh chung một ngày luôn, nằm chung trong một cái bệnh viện luôn, chung một phòng luôn. Đến bây giờ thì đến cái ngày sinh nhật đó thì em vẫn, dù là trong mối quan hệ nào thì em vẫn muốn là gửi đến cái lời chúc sinh nhật cho bạn đó. Và em vẫn gửi một cách rất là lịch sự. Nhưng mà bây giờ em lại sợ ngày sinh nhật của em. Vì nó lặp lại những cái điều đã diễn ra trong quá khứ. Sau đó em tốn bao nhiêu thời gian để em đối diện và chấp nhận cái sự thật đó? Em chưa giờ dám đối diện với đó. Nhưng mà em nghĩ là có những câu chuyện mình cần phải đừng đối diện với nó. Hãy để nó vào đâu đó trong người mình thôi. Nhưng trong trường hợp đó thì em phải biết bọc giấy kiến lại. Em phải biết khóa tủ lại. Đúng rồi, em bọc lại, em để nó ngăn tủ. Khi mà em bắt đầu một mối tình khác á, em sẽ lấy cái khuôn nó ra để em đo lên cái người kia. Vậy thì vốn dĩ chưa bao giờ em cất nó vô. Em thừa nhận là em chưa vào cất nó vô. Đến độ là em phải đo con người ta có giống với người cũ hay không. Phải giống với người cũ. Người ta sẽ không giống, em sẽ không tìm được một ai giống với người cũ. Bạn bè của em cũng hay nói với em là làm sao mà mày tìm được một người giống như vậy được. Em có nghĩ rằng là vì mình chưa gặp được người thực sự mình yêu không? Bởi vì nếu như em gặp một người mà thật sự con tim em mách bảo thì em cũng sẽ không kịp nhớ đến việc là mình phải lấy cái khuôn cũ ra để mình đo đâu. Khi tiếp xúc với một người nào đó, em sẽ nói chuyện với người đó, em rất là vui vẻ, cởi mở. Nhưng mà khi chuẩn bị bắt đầu mối quan hệ thì em lại sợ là ủa rồi mình quen chị lỡ mình kết thúc nữa rồi sao? Rồi mình quen vậy người ta không giống như người cũ của mình như thế nào? Người ta sẽ không có sự dịu dàng, không có sự bao dung với mình. Thì lúc đó mình còn phải làm gì cho mối quan hệ này? Và em cảm thấy là thôi mệt mỏi quá, bỏ qua đi, mình còn nhiều thứ khác để nghĩ lắm. Đúng rồi, mình còn nhiều thứ khác để nghĩ lắm. Vậy thì bây giờ mình sẽ nghĩ lại về câu chuyện mình đã trải qua một tí. Muốn hay không thì tình đầu nó cũng đã dừng lại. Vậy thì nếu như mà nói về cái được đi, thì mình được cái gì từ cái tình đầu của mình? Em được cái suy nghĩ độc lập và em hiểu chuyện hơn. Thay vì đó gặp chuyện thì em sẽ la làng lên trước, thì bây giờ em sẽ cố gắng để lắng nghe người khác trước hơn. Đó là cái em được trong mối tình đầu. Vậy mối tình đầu của em có còn không? Không. Nó không còn nữa, nó tan vỡ. Nhưng em vẫn lớn thế thôi. Vậy thì nếu như em đến với mối tình thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n, dù nó có dừng lại đi chăng nữa, theo đúng với cái nỗi sợ của em,
chắc chắn em vẫn lời mà. Và em cứ nghĩ là em đã quên được tình đầu của em rồi. Nhưng không, ngày đó em với cái mối tình thứ hai cãi nhau. Em lỡ miệng em nói một câu là tại sao anh không nhường em? Giống như người kia. Đúng. Thì cái người đó lớn em tận 5 tuổi thì cái người đó có nói với em một câu là anh không phải là người kia. Anh không phải là người kia. Và đó là cái câu chấm dứt cho mối tình thứ hai. Thật ra là cái mối tình thứ hai là cái bạn đó cũng kiên nhẫn với em lắm, cũng chịu thay đổi để trở thành một phiên bản giống như tình cũ của em, để em cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn đó. Em cũng cảm thấy hài lòng với việc đó. Nhưng mà có một số điểm thì nó sẽ không hài lòng. Có một cái giả định là bây giờ có một ai đó đến bên cạnh đời em và người ta deal luôn với em ngay từ đầu. Họ sẽ trở thành cái phiên bản của mối tình đầu mà em đã từng có. Và bây giờ em với họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ, em đồng ý không? Em nghĩ là em sẽ đồng ý, nhưng mà cái mối tình đó cũng sẽ không được lâu dài với nhau. Vậy thì em đòi hỏi gặp lại cái người tình đầu của mình trong phiên bản của người khác làm gì? Khi mà em chấm dứt mối quan hệ thứ hai thì em có một người anh. Thì người anh đó có nói với em là sẽ không bao giờ tìm được người giống vậy. Và mình có sẹo rồi thì mình hãy chữa nó đi, mình đừng đập thêm nữa, nó sẽ đau thêm. Mình đi tìm người khác, mình cởi mở hơn. Và em cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà em tìm gặp một người khác thì người đó chỉ cần giống cái tình đầu của em khoảng 50% thôi là được rồi. Còn nếu như tìm không được? Em cũng không có đặt nặng vấn đề là em phải bao nhiêu tuổi phải quen và bao nhiêu tuổi phải kết hôn. Vấn đề của em không phải nằm ở tình đầu. Tình đầu đang được em sử dụng như một cái cớ để giải quyết tất cả những cái chướng ngại khác trong cái việc em không muốn tiếp nhận một mối quan hệ tình cảm, hoặc để lý giải cho sự thất bại trong những mối tình sau đó. Suy cho cùng á, nó mới kết thúc có 4 năm mà. Người ta cần một đời để quên một mối quan hệ. Có điều là nếu như sử dụng cuộc đời của mình để đi quên một ai đó, nó hơi phí. Đời quá nhiều việc để phải làm, đáng để làm. Chân ái của đời mình nhiều khi cũng phải tốn nhiều năm mới gặp được. Và em sẽ là một em khác. Một năm nữa em sẽ là một phiên bản khác so với bây giờ. 2 năm nữa sẽ khác. Vết thương của em nó sẽ kéo mài, nó sẽ liền sẹo. Và có thể em sẽ có những cái sự thay đổi ngay từ bên trong của mình. Chị chỉ muốn nói rằng là với câu chuyện của em ngày hôm nay, nó là một cái minh chứng cho cái việc là chúng ta rất là khó để đi tiếp về tương lai vì những gì chúng ta trải qua và thuộc về nó, chứ không chỉ riêng tình cảm. Trong câu chuyện của em là một vấn đề rất lớn từ người mẹ. Chúng ta không nói mẹ em sai, nhưng mà mẹ em có những vấn đề mà chính bản thân cô ấy chưa có giải quyết được. Mẹ em không thể vững chãi khi chính câu chuyện của mẹ em đang làm cho mẹ em cảm thấy chông chênh, thì em không thể dựa vô mẹ được. Chuyện tình của mình thì nó dừng lại 4 năm. Nó lại là một cái câu chuyện không thỏa đáng về lý do chia tay. Nếu như lý do đó nó thỏa đáng thì chị nghĩ dù cho bạn ấy đã từng chiều chuộng em cách mấy, bạn ấy đã từng yêu thương em như thế nào, nhưng thà là lý do nó đến từ hai đứa, nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy thuận lòng hơn. Nhưng nó là nghịch cảnh. Vậy thì bây giờ một câu hỏi gần như là gần cuối. Nếu thời gian quay ngược trở lại, mình đồng hành với người đó không? Chị không dùng từ yêu. Có, em chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian đó. Mình có mong muốn quên người ta trong tương lai không? Em chưa bao giờ mong muốn là em quên họ. Em chỉ mong muốn là em có thể suy nghĩ ít đi và tiếp nhận những cái điều mới hơn. Vậy thì điều đầu tiên mà em cần làm, nếu như em đã thực sự gật đầu nhận lời để ngồi ở đây, thì đây sẽ là một cái lời mà chị cũng tự cảm thấy là có thể mình hơi ảo tưởng sức mạnh, nhưng nó sẽ là một cái đề nghị mà chị hy vọng rằng em lưu tâm. Đó là quên đi cái con số phần trăm mà mình ước lượng rằng mình sẽ gặp lại cái hình ảnh của người tình đầu ở những người tình sau này, dù là 10%, chứ đừng nói đến 50%. Quên được hay không tính sau, mình yêu được ai đó hay không tính sau, nhưng trước hết em phải bỏ cái số phần trăm đó đi. Gặp được ai tùy duyên. Với họ là chính họ, mà không cần phải đặt họ bên cạnh một ai đó trong quá khứ của đời mình. Chốt lại một điều, bật đèn không? Không. Em sợ cái gì? Bạn ấy cũng là một người rất là tổn thương, và đến thời điểm hiện tại thì bạn ấy vẫn tổn thương. Và em sợ khi em bật đèn lên, bạn ấy thấy em, bạn ấy nghe em kể lại những câu chuyện đó, thì vô tình em lại là bạn ấy nhớ đến câu chuyện đó. Đó là vì bạn ấy. Còn vì ai nữa không? Vì mẹ của em. Em sợ mẹ em tổn thương hay em sợ mẹ em nóng giận? Cả hai. Bởi vì em biết là mẹ em tổn thương nhiều quá nên mẹ em mới sinh ra sự nóng giận. Vậy thì em sợ cái gì cho bản thân mình? Em chỉ sợ khi bật đèn lên, mọi người sẽ nhìn thấy là suy nghĩ quá ích kỷ, lúc nào cũng mang cái hình bóng nó để áp đặt cho những người xung quanh. Chấp niệm và ích kỷ. Đúng rồi. Chính em cũng nhận thấy điều đó. Trong cái nỗi sợ mà em sợ cho chính mình, em cũng tự phản tỉnh được rằng mình là một người rất là chấp niệm. Mình cũng là một người không chịu buông bỏ. Thì chị hy vọng rằng là nhận ra vấn đề đã là một cái điều khởi điểm rất là tốt rồi. Từ cái việc mình nhận ra đó, chị hy vọng rằng em sau này sẽ có một cái sự thu xếp nó thỏa đáng hơn cho nội tâm của mình, cho suy nghĩ của mình.
Mình xứng đáng để được sống một cuộc đời chất lượng mà. Và nó mang đến cho em cái cảm giác hạnh phúc thật sự, chứ không phải là một cái cảm giác của cái sự chối bỏ hoặc là né tránh. Khi mà em chia sẻ câu chuyện của mình mà em rất là kiên định từ đầu đến cuối là em không có bật đèn, như vậy thì cái tâm ý của em khi tham gia, em muốn gửi gắm gì cho khán giả đang theo dõi chương trình? Em đến đây thì em cũng chỉ mong thứ nhất là gửi gắm đến những người mẹ. Đôi khi cái tình thương của mình á, nó nhiều quá nó sẽ làm con mình bị ngợp trong đó. Đôi khi con của mình cũng sẽ có nhiều câu chuyện muốn nói với mình nhưng mà sẽ không bao giờ dám nói. Nên hy vọng là những người mẹ ngoài kia sẽ thương thì thương nhưng mà lắng nghe con mình hơn, cởi mở hơn. Một cái vấn đề đó là em muốn nhắn gửi đến xung quanh em cũng sẽ có những người sẽ có mối tình đầu như em. Cũng có thể là họ sẽ chia tay những lý do khác nhau, nhưng mà em hy vọng là những cái cô gái ngoài kia, dù là mối tình đầu của bạn nó có như thế nào đi nữa, thì hãy bước qua và xem nó là một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn em. Và đương nhiên rồi, những cái gì đã trải qua trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta không bao giờ xóa bỏ được. Và hãy để nó trở thành một phần ký ức đáng giá để chúng ta có thể tự tin đi tiếp về tương lai. Mà em gái mình lại bình thường. Nhưng mà sau những cái lần suy nghĩ đó thì em lại rút ra một cái suy nghĩ khác nữa là cũng may là mình như vậy để em gái mình được bình thường. Mình có một cái ngoại hình như vậy, mình có cái sức khỏe yếu nhưng mà bù lại em gái mình mạnh khỏe là được. Ba mẹ và em gái thì đã làm như thế nào với em trước những cái gọi là những cái sự miệt thị của người khác dành cho em? Ba mẹ và em gái thì lúc nào cũng ở bên cạnh, cũng chia sẻ. Và năm em học lớp 10 mà cái chuyện nhóm bạn đó xảy ra, nó cả nhà cũng khóc với nhau luôn ấy. Tại vì lúc đó em đòi nghỉ học, rồi chuyển trường, em không muốn đi học nữa. Nên là cả nhà cũng khóc với nhau luôn. Thì ba cũng có lên trường, ba mẹ cũng có lên trường làm việc trực tiếp với nhà trường. Em gái thì bảo vệ bằng cách là qua thẳng, em gái em gọi là cũng hơi giang hồ một tí xíu. Qua thẳng lớp là kiếm từng đứa một để kêu ra nói chuyện, rồi bắt xin lỗi này kia mới làm mầm lên. Nói chung ba mẹ và em gái lẫn anh trai cũng đều là một cái hậu phương vững chắc cho em, lúc nào cũng nâng đỡ em để đi. Em đón nhận cái sự bảo vệ của mọi người một cách bình thường, hay có khi nào em cũng lại bắt đầu có nảy ra một cái suy nghĩ là mọi người thương hại mình cho nên mọi người cố gắng bảo vệ mình, có khi nào mình lại bị cái suy nghĩ đó nữa không? Dạ không, không bao giờ. Tại vì thực ra sẽ có một số bạn thì lại không đón nhận cái sự bảo vệ của mọi người một cách bình thường. Các bạn vì một cái sự tự ti quá lớn, đôi khi các bạn lại nghĩ là tại mọi người thương hại tôi thôi chứ gì. Và điều đó thực sự đáng sợ. Bởi vì các bạn không, ngay cả sự bảo vệ mà các bạn cũng không có bình tâm, không có đón nhận nó một cách đơn thuần. Thế thì cái lần mà mình uống thuốc ngủ đó là lớp mấy? Cũng là lớp 10 luôn. Tại vì khoảng thời gian đó là em rơi vào trầm cảm nửa năm nữa. Nói chung là khoảng thời gian đó nó rất là tồi tệ đối với em. Khóc suốt ngày thôi. Đi học đang ngồi trên lớp, ngồi viết bài bình thường tự nhiên cũng khóc. Về nhà vừa mới nhìn mặt ba mẹ cũng khóc, làm gì cũng khóc. Nên là đôi khi cái đầu óc mình nó không được sáng suốt một tí, phải gọi là mình bị nghĩ quẩn đó chị. Mọi người đã làm gì trước cái sự tuột dốc về cảm xúc của em như vậy vào lúc đó? Mọi người ví dụ như với gia đình. Với gia đình em á, thì gia đình chỉ biết ở bên cạnh để chăm sóc, để chia sẻ. Tối thì có em gái ngủ chung, thì hai chị em cũng tâm sự qua lại. Còn với bạn bè thì hay lên xách xe qua chở đi dạo, đi chơi, vòng vòng các thứ để cho khuây được cái đầu óc của mình. Những cái lời động viên mà mình nghe được từ mọi người lúc đó, những cái người mà họ yêu thương và đón nhận mình đó, thì họ nói gì với em? Về gia đình thì lúc nào cũng... Khi mà em đã muốn chuyển trường, muốn nghỉ học này kia thì gia đình kêu thôi được rồi, đừng khóc nữa, cố gắng đi. Không thì nếu mà không được thì cứ chuyển trường. Nói chung gia đình lúc nào cũng là ủng hộ hết những cái gì mà em nói ra, em quyết định ra. Nhưng mà nhờ những cái lời nói đó, nhờ cái sự động viên đó thì em lại có một cái tinh thần vững chắc hơn để mình tiếp tục mình học ở đây, để chứng tỏ ra mọi người thấy rằng là mình không có vô dụng. Mình bị như vậy nhưng mình không vô dụng. Vậy thì cái lần mà uống thuốc ngủ là cái gì nó đã thúc đẩy đi mình xuống tay, mình chọn cái hành động đó? Cho nên đó cũng do nghĩ quẩn quá nên là mới như vậy. Kiểu là ngày hay ban đêm? Chắc lúc đó chắc cũng là ban tối, buổi tối chị. Kiểu mình không ngủ được. Mình khóc tới mức mà cái mắt mình sưng mà mình không thể nào mình ngủ được. Mình đầu mình nó rất là đau. Nên bắt buộc mình phải dùng. Mình dùng kiểu... Em dùng để em được an thần thôi, hay là em dùng với một cái mục tiêu rất rõ là em muốn kết thúc mọi chuyện? Cả hai.
sẽ có liệu nó không đủ hay sao, kiểu em uống một thời gian rất là dài, tức là mình uống thuốc ngủ trong một thời gian rất dài. Tới hiện tại thì cũng có đôi lúc là mình bị stress quá nên em cũng đôi lúc em dùng lại. Em uống là vì em nghĩ rằng em cần uống hay là có chỉ định của bác sĩ? Em cần uống. Nên đó, em nghĩ đó cũng là một cái sự dạy dục của nhất thời của em. Nhưng mà đến bây giờ mình vẫn còn bị phụ thuộc vào thuốc? Lâu lâu kiểu bị stress quá nhiều thứ nên là cũng dùng lại. Nhưng bây giờ thì em đang dần dần bỏ cái đó, bởi vì nó không có tốt cho cái sức khỏe mình. Sức khỏe em thật sự nó rất là yếu. Em là yếu nhất nhà luôn ấy, nhưng mà em cứ bị lạm dụng vô những thứ đó. Thì thường yếu cho nên lại phải lạm dụng đó. Nó là một câu chuyện lẫn quẩn như vậy. Thực ra mình phải có rất là nhiều cách, chứ nếu không thì thuốc an thần nó chỉ là thuốc an thần. Là cái tác dụng phụ, chưa kể đến câu chuyện là nó không giải quyết được vấn đề rồi, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó cũng là một câu chuyện rất là đáng lo. Vậy thì kết quả học tập thời gian đó như thế nào với một cái sự xuống dốc về tinh thần như vậy? Lúc đó thì đạt học sinh trung bình, bởi vì em xuống dốc hoàn toàn luôn, em không còn giữ vững để em có thể tiếp tục học luôn. Đạt học sinh trung bình trong nguyên một năm học lớp 10. Nhưng mà lên 11, 12 thì em bắt đầu lấy lại được cái tinh thần của mình, thì em cải thiện lại hơn. Lúc đó thì em nghĩ về cái gì để em đi tiếp về phía trước? Em nghĩ về gia đình nhiều hơn, bởi vì gia đình luôn luôn bên cạnh mình. Thì tại sao mình lại cứ vì những cái lời nói đó để mà mình tụt dốc? Em nghĩ về bản thân mình. Mình dị biệt nhưng mà mình đi đâu người ta cũng biết tới, đỡ hơn là những người mà bình thường lại đi đâu không ai biết. Có nghĩa là mình biến một cái điều khuyết điểm thành ưu điểm, là điểm yếu, thì bây giờ nó lại trở thành một đặc điểm nhận diện để tạo ra cái bản sắc của mình. Dạ. Rồi, và dĩ nhiên là để có thể đến được cái ngày mà mình có suy nghĩ đó, nó không hề đơn giản. Dạ đúng rồi. Mình cũng phải rất là nhiều lần tuột dốc, mình cũng phải rất nhiều lần bỏ quên bản thân của mình phủ nhận bản thân của mình, cho đến một ngày mà mọi thứ nó có thể chín hơn thì mình mới bắt đầu nhận ra là à, khi không thể từ bỏ thì bây giờ mình sống chung và sống tốt nữa. Dạ đúng sống rồi. Chung và sống tốt với nó nữa. Vậy thì lúc đó có người yêu không? Lúc đó thì không, em không quen một ai. Kiểu như cũng có nhiều bạn tới nhưng mà em không muốn. Vì sao em không muốn? Lúc đó là vẫn còn tự ti. Tự ti với lại một người suy nghĩ tiêu cực như em thì em không muốn làm cho người ta phải tụt dốc chung với em. Có khi nào lúc đó em sợ người ta đến với mình như một trò đùa không? Dạ có chứ. Kiểu giống như tao quen được nó nè, nó cũng có gì đâu, cũng dễ dụ này kia nọ. Có khi nào bị sợ hãi với những cuộc tấn công bằng cái suy nghĩ đó? Dạ có chứ. Nên là suốt 3 năm cấp 3 em không quen ai cả. Vậy thì cái mối tình đầu tiên là năm lớp mấy? Anh khi năm bao nhiêu tuổi? Trời, lúc đó là năm cấp 2 quá, em không nhớ rõ nữa. Ủa, lại ngược lại một năm cấp 2. Thế thì một cái mối tình sau cấp 3 thì có chưa? Dạ có. Và lúc đó là mình đã dẹp bỏ cái suy nghĩ hoài nghi cả thế giới chưa? Dạ rồi. Ok. Thế thì em thấy trải qua một cái hành trình rất là dài như vậy thì cân đối giữa cái được và cái mất. Cái được có nghĩa là mình cũng thu lượm được những cái điều đặc biệt cho bản thân mình từ cái đặc điểm ngoại hình này, với cái sự đau khổ mà mình phải chịu cũng vì cái ngoại hình này. Thì nếu như mà đem lên cân á, thì mình dùng tỷ lệ phần trăm đi, thì mỗi bên bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là bên được thì em sẽ được tầm 60-70. Nói chung em được nhiều hơn là... Vẫn được nhiều hơn. Dạ. Thế thì những cái được mà mình thấy mình có là cái gì? Em được chú ý nhiều hơn. Và em được dấn thân vào cái con đường mà em mong muốn. Đó chính là em trở thành một người mẫu. Có thể là người mẫu này em chỉ diễn được cho những sinh viên. Nhưng mà sắp tới đây thì em được vươn tầm ra quốc tế. Nên em nghĩ đây cũng là những cái thành tựu lớn đối với bản thân mình trong cái những cái mà mình được. Dạ. Vậy còn cái mất? Mất thì tại vì như cái câu chuyện năm lớp 10 của em thì bốn người đó thì hiện tại con một trong bốn bạn đó hiện tại thì đang là một người bạn thân của em. Thì đôi khi mà em có phỏng vấn là em có nhắc lại những câu chuyện này á thì khiến cho bạn đó bị muốn rời xa em ấy. Thì em nghĩ đó cũng là cái mất. Và mất. Bạn đã rời xa chưa? Tụi em cũng nghĩ cho một thời gian thì bây giờ thì cũng như là đang hàn gắn lại dần dần. Chung em thấy là được nhiều hơn là sẽ mất. Đúng rồi. Vậy thì cái thời điểm theo như mọi người biết về em thì mọi người
sẽ biết là em có tham gia The Face Việt Nam. Dạ đúng rồi. Cái thời điểm mà mình quyết định đi The Face có phải là cuộc thi đầu tiên mà em tham gia không? Với cái lĩnh vực người mẫu trình diễn. Nếu mà nói về chương trình thực tế thì The Face là cái đầu tiên mà em tham gia. Ừ. Trước đó thì em có tham gia một cuộc thi online The Fashion Week do một anh ngoài Hà Nội tổ chức. Ừ. Thì chương trình này em thấy nó cũng quy mô rộng. Ừ. Em có tham gia một cái chương trình đó và hiện tại em đang là top 3 trong cuộc. Ừ. Còn The Face thì là một cái chương trình thực tế lớn nhất mà em tham gia, dù chương trình đó là gương mặt thương hiệu, nó không dành cho bản thân mình nhưng em vẫn nhất quyết đi tham gia. Vậy thì lý do gì em tham gia khi mà đi thi mà vẫn nghĩ rằng là nó không dành cho mình? Em nghĩ là mình có quyền thử hết những cuộc thi không dành cho mình. Đâu ai cấm được là mình phải tham gia những cuộc thi không, mình không được tham gia những cuộc thi không dành cho mình đâu. Có khi nào em nghĩ rằng là nhờ mình tham gia mình mới biết cuộc thi nào dành cho mình không? Cũng có. Cũng có. Nó sẽ có hai góc độ rất là rõ ràng, đó là thứ nhất trước khi bước vào thì người ta phải đứng, người ta lượng giá coi là cái đó có phải thuộc về mình để mình bước vào hay không. Ở ví dụ như những cuộc tình tay ba thì phải lượng giá ngay từ đầu, người ta đang có hai tay để mình bước vô, người ta đang chơi cờ tướng, mình bước vô là ba đứa là phá đội hình đó, là có nên bước vô hay không. Nhưng mà thực ra với những cái trải nghiệm cuộc sống, đúng là đôi khi mình phải bước vô mình mới biết được đâu là dành cho mình. Đúng rồi, và bởi vì có những thứ dành cho bạn, bạn phải cùng tham gia thì bạn mới nhận ra được những cái tiềm chất bên trong. Nhưng mà rõ ràng là bước vô mà nó không dành cho mình, nó cũng có những cái điều mà mình cảm thấy là nên không ta, thỏa đáng không ta. Thế thì cái suy nghĩ nào mạnh nhất lúc đó để em quyết định là em tham gia? Em tham gia thì cũng như em chia sẻ là em muốn truyền tải thông điệp của bản thân mình. Ừ. Thứ nhất, hãy ngưng body shaming người khác. Yeah. Thứ hai, những người như em có thể tham gia được những cuộc thi sắc đẹp. Ừ. Thế thì trong lúc em tham gia The Face, mình có phải nhìn những, mình có phải nhận những cái nhìn đó rất là kiểu tò mò, những cái nhìn nó hiếu kỳ từ những cái thí sinh khác hoặc là những cái người cùng tham gia với mình? Em nghĩ là cũng sẽ có chứ. Lúc đó em đối diện với những cái nhìn hiếu kỳ đó với cái thái độ nào, như mình tả là cái thái độ đó được? Em cười với mọi người thôi, tại vì cũng có nhiều người nhận ra em là ai, bởi vì em cũng thậm chí em cũng hoạt động với một vai trò là người mẫu ở các trường diễn, ở các trường đại học ấy. Nên là mọi người cũng nhận ra em là ai. Thì em, mọi người hay nhìn em, cái em cười thì mọi người nhận ra em. Và tham gia cái chương trình The Face này á, ở miền Nam thì đúng là em bị loại ngay từ đầu. Nhưng mà trong ekip có một người đã nhắn tin cho em và kêu em ra Hà Nội, miền Bắc casting lại thêm một lần nữa cho vào nhà chung. Nhưng mà em từ chối cái lời mời đó. Vì sao? Bởi vì em muốn tự thực lực của mình chứ không muốn nhờ ai cả. Mà em không nghĩ rằng là thực ra là cái target ở miền Nam nó nhiêu đó thì bây giờ phải chọn nhiêu đó. Và bây giờ người ta vẫn muốn chọn em, nhưng mà bây giờ phải đổi cái gọi là cái vùng tuyển sinh. Chứ nó không, cũng không có nghĩa là cái việc là mình được ưu ái gì hết á. Tại vì em nghĩ là nếu mà họ muốn chọn mình thì họ sẽ chọn ngay từ đầu. Lần này là loại ở miền Nam rồi mà lại kêu ra miền Bắc casting để cho vào vòng, để cho vào nhà chung để trải nghiệm á, thì em nghĩ là thôi thì đợi những cái cuộc thi khác. Em cảm thấy mình gọi là mình không muốn lụy lụy ai, hay lúc đó em nghĩ rằng là mình có thể lại trở thành một cái công cụ để người ta sử dụng mình PR cho cuộc thi. Em nghĩ là giống công cụ để PR hơn, và mình không muốn trở thành công cụ. Dạ. Vậy thì có cái được và cái mất gì từ cái trải nghiệm vòng casting đó hay không? Em nghĩ là em không mất gì hết, nhưng mà em lại được nhiều cái là được mọi người chú ý. Được có một cái sự nổi tiếng nhất định. Đi đâu ai cũng biết là mình là ai. Cái thời khắc mà em nhận ra rằng là cái điểm yếu nó đồng thời là đặc điểm nhận diện, là cái thời khắc nào? Cái thời khắc nào mà mình cảm thấy là mình cần phải đóng lại mọi sự yếu đuối, mọi sự yếu thế của mình để mình được quyền sống một cái cuộc sống thuộc về mình muốn, thì cái thời khắc đó là cái thời khắc nào? Em nghĩ là năm em học 12 á chị. Năm em học 12 thì em được mời chụp một bộ hình nhiếp ảnh, có tên là nhiếp ảnh chữ lành của